Chưa tính đa năng cho người khiếm thị được ra đời bởi nhóm sinh viên trường Đại học Duy Tân thành phố Đà Nẵng. Với chiếc kính này, người khiếm thị có thể dễ dàng hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Cùng với thiết kế còn nhẹ là hệ thống camera định vị, cảm biến hồng ngoại được gắn trên kính với bộ điều khiển chữ nổi có chức năng xác định vật cản phía trước và báo về bằng âm thanh cho người dùng. Bọn em phải tiếp cận từng bước. Thì đầu tiên bọn em tìm hiểu cái cách khó khăn của người mù, người khiếm thị. Thì họ gặp những khó khăn nào nhất, thì từ những khó khăn đó thì bọn em sẽ tiếp cận rồi tìm những cái giải pháp. Thì họ gặp khó khăn nhất là việc di chuyển, thì bọn em đã sử dụng camera và các cảm biến để đo khoảng cách, vật cản để phát ra những âm thanh báo hiệu. Một cái làm cho mình cũng phải rất là suy nghĩ là cái sáng tạo của các em không sáng tạo vì mục đích lợi nhuận, đó là mang mà các em sáng tạo là vì cái tinh thần nhân văn hướng về cái nhóm người yếu thế trong xã hội, đó là người khiếm thị. Và cái sáng tạo của các em thì trong tương lai nếu như mà được cải tiến thêm một số cái vấn đề nữa thì nó cũng sẽ rất có ích cho người khiếm thị. Còn đây là chiếc xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời, được sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng thiết kế với vận tốc tối đa là 25 km/h, tải trọng 120 kg, chạy bằng các tấm pin sạc trên xe, sử dụng bộ chuyển đổi để biến ánh sáng từ năng lượng mặt trời thành nguồn điện cho xe vận hành. Ý tưởng này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích phục vụ cho ngành du lịch thành phố Đà Nẵng. Khi mà mình sử dụng được năng lượng mặt trời chạy xích lô thì nó sẽ giúp cho người đạp xích lô sẽ tiết kiệm được sức lực và đỡ mệt hơn trong những ngày hè nắng nóng. Và mình thấy dịch vụ du lịch ở xích lô cũng khá là phát triển nên là mình nghĩ có thể áp dụng được. Mình cũng mong muốn là các trường đại học, rồi các ban ngành, các sở có thể tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên tham gia các cuộc thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học, để họ có thể phát triển hết khả năng của mình. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với các bạn sinh viên lúc này đó chính là thiếu nguồn vốn để mua thiết bị và tìm kiếm nhà tài trợ để giúp những ý tưởng này được hoàn thiện hơn và áp dụng vào trong đời sống. Thì cái khó khăn các bạn đang gặp phải nhất đó chính là cái giá thành. Mà mình nghĩ thì tức là sắp, nếu mà trường hợp các bạn có thể tìm kiếm được những cái linh kiện phù hợp hơn, tốt hơn thì giá thành nó sẽ giảm đi và nó phải phù hợp với cái nguồn thu nhập ở Việt Nam. Để cho ra đời những sản phẩm có tính ứng dụng cao trong thực tiễn bằng kinh phí eo hẹp của các bạn sinh viên không phải là câu chuyện đơn giản, nhưng bằng tinh thần ham học hỏi, sáng tạo mày mò của sức trẻ, hy vọng rằng những sáng chế hữu ích này sẽ được hỗ trợ để hoàn thiện hơn và có thể được ứng dụng trong thực tiễn. Cà phê là một thức uống rất phổ biến ở nhiều quốc gia. Cà phê được bán dưới nhiều dạng, dạng hạt, dạng bột hoặc thức uống ngay tại chỗ. Với khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi tại Lâm Đồng, cà phê cũng là một trong số những cây công nghiệp chủ đạo mang lại nguồn kinh tế cho người nông dân. Hương vị cà phê của vùng đất cao nguyên này không chỉ thơm ngon mà còn mang đến sự trọn vẹn về hương vị cho người thưởng thức.